Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video tiếp theo của mình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về sập lưng và cách cấu hình sập lưng trên Ubuntu Server. Thì sập lưng nó là một cái phần mềm dùng để phân tích dữ liệu lớn và giám sát dữ liệu. Nó được thiết kế ra để thu thập thông tin cũng như là giám sát lắp tập trung, tạo những cái trang index. Mà ngoài ra còn có những cái tính năng như là khả năng hiển thị, khả năng tìm kiếm và khả năng gửi cảnh báo khi mà có những cái lốc có nguy cơ. Thì từ đó nó giúp cho doanh nghiệp cũng như là các cái tổ chức họ kiểm soát được tốt hơn cái log của mình. Thì như trên màn hình các bạn thấy thì Cisco cầm sập lưng. Thì trong tháng 3 này Cisco cũng đã hoàn tất cái thủ tục để mua lại sập lưng. Thì bây giờ sập lưng is now a Cisco company. Cisco đã mua lại sập lưng nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi cấu hình cái sập lưng này ở trên con Ubuntu Server. Đây. Thì các bạn copy cái đường dẫn để mà tải cái sập lưng, cái gói sập lưng này về. Rồi mình sẽ login vào con Ubuntu Server của mình. Mình sẽ ấn cái khác bằng booty. Rồi mình đã login thành công. Sẽ năng root rồi sẽ bay cái mà các bạn vừa mới copy vào đây để mà tải cái gói như vậy. Rồi các bạn chờ một lát trong quá trình nó tải cái gói sập lưng này xuống. Rồi cái gói của mình đã tải xuống được 100%, thì chúng mình sẽ cài đặt cái gói này em. Rồi mình sẽ cài cái gói này lên.
Rồi, mình đã cài được thành công cái sub này lên rồi. Giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ mở chạy cái sub này. Ta sẽ mở sub này. Chúng ta thiếu enable. Mình sẽ đọc tất cả những cái điều khoản này và đồng ý với cái điều khoản này. Hơi dài. Rồi, và những Z. Ok, Z thôi các bạn. Nhập Administrator Username. Đây là Username quản trị của mình. Rồi, các bạn nhập password. Rồi, Confirm. Rồi, mình đã chạy thành công sập lần. Bây giờ mình sẽ kiểm sẽ start lên. Enable. Mình mix một cái lệnh rồi các bạn ơi. Rồi. Nhầm số tiếp bạn nhé. Các bạn đợi một chút. Thì ở đây sập lân sẽ chạy với bọc 8.000 và firewall của mình. Tại firewall của mình đang bật. Giờ mình sẽ tám ngàn các bạn.
Rồi, ok, mình đã vào học. When you said never bắt buộc khi này học. Rồi, vậy là mình đã login thành công vào dashboard của Sập Lân Enterprise. Thì các bạn có thấy đây là trang dashboard của Sập Lân. Thì ở đây mình có thể ví dụ như là mình tạo những cái trang index. Index ở đây thì mình có thể đẩy log về đây, và cũng như là mình dễ dàng tìm kiếm hơn cái việc tạo index. Và để mà đẩy được log về Sập Lân server này á, thì các bạn trên những con client các bạn sẽ phải có hình cái Sập Lân folder, thì nó cũng là một cái gói. Ví dụ như là muốn có một muốn monitor của Windows Server thì các bạn sẽ cài Sập Lân folder và cấu hình rõ về địa chỉ của Sập Lân server, và Linux thì cũng vậy. Thì video của mình đây cũng dài nên là hẹn các bạn trong video tiếp theo, thì mình sẽ cùng với các bạn đi cấu hình Sập Lân folder để monitor một cái để thu thập log của một cái Windows Server hay là một cái client nào đó. Rồi, mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối video. Mình cảm ơn tất cả các bạn.